Bác tên là Hà Quang Thanh, năm nay bác 62 tuổi. Trước kia là đã nhổ ra và làm răng tháo lắp. Nó do răng lợi nó kém. Bác sĩ khám là bác sĩ nhổ đi để làm răng giả. Do bệnh của gia đình cho nên răng lợi nó bị kém, cho nên là nó lung lay cách đây độ khoảng chục năm rồi. Ăn nhai thì nó kém, không nhai được. Hiện tại bây giờ là còn hai cái răng hàm, còn các thứ là nhổ đi hết. Mà hai răng làm một răng bây giờ lung lay hết rồi. Đấy, giờ là đang chương trình là nhổ đi để lắp răng. Chúng tôi đã quyết định là nhổ toàn bộ cái vùng răng hàm dưới này và để cắm 4 implant thực hiện theo cái điều trị All Four. Thì chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cho chú trong một buổi hẹn và kéo dài tầm khoảng 2 giờ đồng hồ. Thì sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành lắp hàm tạm, rồi cũng sẽ sử dụng hàm tạm trong 3 tháng. Răng trước thì nó còn được mấy cái thôi, nhưng mà là lắp răng giả, tháo ra lắp vào. Còn đợt này là làm là lắp cố định cái bốn chân vào. Trước kia thì nó còn có cái chân răng cuối để mình làm cái chân răng để giữ, sau nhổ cái răng hàm số 6 đi thì nó không còn chân nữa. Với cả ăn lúc đấy nó lung lay. Đồ dai, đồ cứng là không nhai được, răng giả. Chỉ có cái là khi mà nó cọ vào cái răng ở bên cạnh ấy, là nó bị lung lay. Thì mình không ăn được thịt gà, nó bị lung lay. Thì trong răng như này là hôm mình nhổ là bác sĩ bảo là bây giờ cấy Avalen thì là bác bảo là làm luôn cho bác. Chồng lo cái gì, các bác sĩ đã nhổ răng rồi. Làm rạch lợi ra, nó cấy vào. Phải đợi đến bây giờ là 3 tháng, hơn 3 tháng rồi, được 3 tháng rưỡi rồi lắp. Hôm nay thì nó dễ dàng hơn, và nó khỏe hơn là cái răng tháo ra lắp vào trước. Hôm giờ thì mình nhai quen, vì trước còn cái răng ở bên này, nhai bên phải này, nhưng từ khi đợt này đang tập nhai bên này. Rồi giờ nhai cơm cũng chỉ thế, rau, thịt, cà các thứ.